Sáng nay, Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cùng dự phiên họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất danh mục tài liệu trình kỳ họp cuối năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan khẩn trương rà soát và báo cáo kết quả tiến độ triển khai theo quy định, theo đề nghị của Hội đồng Nhân dân thành phố đối với việc thực hiện dự án tuyến đường vành đai phía Tây 2 thuộc dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng, trong đó triển khai thi công hoàn thành đoạn từ đường số 8 khu công nghiệp Hòa Khánh đến nút giao cuối tuyến với đường tránh Nam Hải Vân. Việc di dời, bàn giao mặt bằng cơ sở nhà đất số 88 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, di dời các khu tập thể xuống cấp, tiến độ về công tác đấu thầu và khởi công các gói thầu dự án, đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, tiến độ dự án cống thoát nước Khe Cạn, đoạn từ chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ, tình hình triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất đã có chủ trương, tình hình xử lý các khu vực bị ngập úng kéo dài nhiều năm trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, cùng một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người không chuyên trách làm việc tại phường xã. Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các kiến nghị của cử tri cơ bản được giải quyết, không còn tồn động những bức xúc quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã hoàn thành việc thu ngân sách. Vì vậy, với dư địa một quý còn lại, thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại một số lĩnh vực hiện nay.